Phú Vãi Trường. Có một bạn muốn hỏi rõ hơn là chị Hoàng Chi Bi có thể chia sẻ là kế hoạch trong năm nay của chị nói là đóng 2 bộ phim. Cụ thể là chị có thể bật mí là phim gì với vai nó như thế nào được hay không, để các bạn ấy tiện theo dõi Hoàng Yến Chi Bi trong những dự định tiếp theo. Đó. Thực ra thì có một bộ phim sắp tới sẽ ra mắt là bộ phim Kế Hoạch Của Chồng. Là Yến sẽ vào một vai gọi là khác hoàn toàn so với Hiểu Phương luôn. Một bà nội trợ 26 tuổi. Một bà nội trợ 26 tuổi. Lấy chồng rồi và là một bà nội trợ 26 tuổi. Và bạn đã hoàn thành xong vai diễn đó rồi chưa? Yến đã quay xong. Bây giờ chỉ chờ ngày ra rạp thôi. Bây giờ chỉ chờ ngày ra rạp thôi. Còn một bộ phim khác là một đứa con gái đi lái xe ôm. Là trong một bộ cái phim phim gì? Tên là Ả Xe Ôm Và Gã Đứng Đường. Vậy hả? Là Yến làm vai hơi mạnh mẽ một chút. Lái xe. Mạnh mẽ. Đã đi xe số, lần đầu tiên đi xe số trong cuộc đời. Như vậy là cũng là một cái trải nghiệm mới đúng đối rồi, với đúng Hoàng Yến trong đúng cái vai rồi. diễn này. Đó là hai vai diễn trong hai phim điện ảnh tiếp theo. Bạn đã chia sẻ rõ hơn rồi. Còn về phần âm nhạc. Phần âm nhạc thì sao? Thì cũng chưa biết nữa, cũng đang dự định thôi. Nói chung là Yến đã có kế hoạch cho cả năm nay rồi, nhưng mà Yến nghĩ là nếu mà bây giờ nói thì sợ nói trước bước hôm qua ấy, nên là mình cứ từ từ rồi tự nhiên đến nó bất ngờ thì Yến nghĩ chắc nó sẽ vui hơn. Nhưng mà Yến có thể chia sẻ là cái hình ảnh mà kỳ này Yến hướng tới là hình ảnh như thế nào được không? Một cô gái quyến thì rũ nói chung sexy hay là là như thế nào? Hoàng Yến sẽ cố gắng để trở thành một Hoàng Yến trưởng thành hơn. Giống như cái gì mà Yến đã từng chia sẻ đúng không? Đúng rồi. Rồi. Là có cá tính hơn. Cá tính trong âm nhạc cũng như là cá tính trong từng vai diễn nữa. Có một bạn hỏi rằng là khi nào chị Hoàng Yến Chi Bi định tổ chức offline đây? Sắp tới thì Yến sẽ có buổi offline ở Huế. 12 tháng 4 mẹ nhỉ? 12 tháng 4. 12 tháng 4. Tại Huế. Tại Huế. Rồi còn thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì sao? Thành phố Hồ Chí Minh thì chưa biết. Hà Nội cũng chưa luôn. Như vậy thì các bạn khán giả, những bạn fan của Hoàng Yến Chi Bi, các bạn chờ đi. Một ngày nào đó không xa tại Yến Hà sẽ Nội thông và báo thành phố ở Hồ trên Chí Minh. fanpage với cả Facebook cá nhân, nên các bạn có gì cứ like trang fanpage của Yến nhé. Hoàng Yến Chi Bi có dấu tích xanh. Rồi, các bạn nghe Hoàng Yến Chi Bi chia sẻ rồi đó, các bạn hãy chờ đợi một ngày nào đó, bạn không xa đâu, xin sẽ gần gần thôi.